Xin chào các bạn, mình là Vũ Đức Thỉnh và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta ẩn xít sao cho người khác không thể ăn hay ra được. Mình sẽ có một cái mẫu ví dụ như sau. Như trên màn hình thì mọi người có thể nhìn thấy mình sẽ có một cái mẫu dashboard được làm bằng pivot, và mẫu này thì mình không muốn cho người khác xem. Khi mà nhận được file này thì mình muốn ẩn cái sheet này đi, và khi người ta nhận cái file đó, người ta chỉ xem được cái sheet data này thôi. Nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp đó là chúng ta click chuột phải vào sheet dashboard này, chúng ta hide đi và sau đó thì gửi file cho người khác, thì người khác vẫn có thể là click chuột phải vào và ăn hide được. Đó, như vậy thì người ta vẫn có thể xem được những cái báo cáo hoặc là cái số liệu mang tính chất bảo mật của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là người ta sẽ không thể ăn hide được. Cách làm như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím An và F11 để hiển thị là cửa sổ VBA. Sau đó chúng ta chọn vào cái sheet thứ hai, đó là sheet dashboard, và chúng ta nhìn xuống bên dưới sẽ có một cái cửa sổ property. Bây giờ chúng ta nhìn sang cái trạng thái visible và chúng ta bấm mũi tên combo box xuống dưới và chúng ta chọn XL sheet very hidden. Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ tắt cái cửa sổ VBA này đi, thì chúng ta sẽ thấy cái file của chúng ta sẽ chỉ hiển thị mỗi cái sheet data. Và bây giờ chúng ta click chuột phải vào sheet data thì cái nút ăn hai sẽ không hiển thị ra. Như vậy thì người dùng sẽ không thể ăn hai được. Nhưng ở đây có một lưu ý, nếu mà chúng ta thiết lập cái điều kiện đó là sheet đó không thể ăn hai được thì chúng ta sẽ phải save as lại file. Và chúng ta lưu ở định dạng XSM, XNSB hoặc XNS. Giả sử mình chọn lưu file ở dạng đuôi là .xnsm và sau đó mình save lại. Và bây giờ mình tắt file đi và mình mở lại file này. Bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại, đó là chúng ta sẽ mở lại cái sheet mà chúng ta vừa hide nó đi. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta lại vào tổ hợp phím Alt F11 và sau đó chúng ta chọn đến sheet thứ hai và chúng ta chọn kiểu, đó là kiểu XL visible. Và sau đó chúng ta mở lại cái giao diện chính của Excel thì khi đó cái sheet dashboard sẽ được hiển thị ra. Và khi đó thì chúng ta có thể thao tác trên báo cáo đó bình thường. Đấy, như mọi người đã thấy thì mình làm dashboard bằng Power Pivot trông khá là chuyên nghiệp. Đó. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta ẩn sheet, hay còn gọi là siêu ẩn. Các bạn có thể khai thác cái hướng dẫn này để tùy biến cho file Excel trong công việc tốt hơn. Nếu bạn nào có muốn học để chủ động áp dụng vào công việc thì có thể tham gia chương trình đào tạo Excel của Bluesoft. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.